Không ngờ Luyến lại ở một nơi như thế này. Thì cũng chỉ là tạm bợ thôi mà anh. Không tạm bợ được. Nhìn thấy Luyến ở như thế này, anh xót xa quá. À, em mời anh uống nước ạ. Ừ, anh xin. Nhà em chỉ có nước lọc thôi, anh thông cảm. Cứ nước của Luyến là thấy ngon rồi. Anh ngồi đi ạ. Thôi, anh đứng cũng được. Luyến này, xinh đẹp như em mà ở như thế này, khổ quá Luyến ạ. Thì em chả biết làm thế nào bây giờ, cũng vì mưu sinh thôi ạ. Có mồ hôi này, để anh lau cho nhá. Dạ thôi, không sao, em quen rồi. Em lên đây ở lâu chưa? Dạ, cũng 5 năm rồi ạ. 5 năm? Dạ. Ôi, Luyến quả là có một nghị lực phi thường. Đường đường là một thằng đàn ông, anh không thể để cho Luyến nằm trên một chiếc giường như thế này được. Có lẽ anh phải thuê nơi khác cho em ở, chứ em ở chỗ này anh không yên tâm. Có phải là em không muốn chuyển đâu, nhưng mà cứ loanh quanh luẩn quẩn thế nào lại về cái xó này. Luyến, tại sao em không mở lòng với anh nhỉ? Anh tìm hiểu em là tìm hiểu thật lòng, không phải qua đường đâu. Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Sống với anh, em sẽ không thiếu một thứ gì. Anh cho em thêm một chút thời gian được không? Thế em định chịu khổ như thế này đến bao giờ nữa? Đấy, mùa hè đến rồi đấy. Dự báo thời tiết người ta báo là hè năm nay sẽ nóng hơn hè năm ngoái đến mười mấy độ. Làm sao em chịu được? Em ơi, ở với anh nhá, điều hòa chạy ro ro, lạnh run người, Luyến sướng co là cái gì? Thế anh không chê em chợ búa, từ cố vô thân à? Thì từ cố vô thân mới hợp với người cô đơn như anh. Luyến, cho anh nhé. Nào. Nào. Em mời anh. Ngon thế. Luyến này, kể từ khi anh biết Luyến, tự nhiên anh lại nghiện hoa quả. Nhắc hoa quả em mới nhớ. Chị Hòa chị nói với em ý, anh là khách hàng đặc biệt, còn dặn em là phải chăm sóc anh thật là kỹ vào. Thế anh có phải là người đặc biệt của Luyến không? Anh ăn nữa đi ạ. Ngọt thế. Anh cứ nói thế em ngại lắm. Hoàn cảnh của em thế này, em chỉ sợ anh chê em thôi. Anh thương Luyến còn chả hết nữa là. Anh chỉ mong là nhanh nhanh chóng chóng đón Luyến về ở với anh. Sớm ngày nào, tốt ngày đấy. Ui, 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 ui. Em quá cơ. Em buồn. Ui dồi, em thật đấy. Anh đã về đến nhà chưa? Nhắn cho em yên tâm nhé. Này, chị đã điều tra rồi. Tuy là hai đời vợ nhưng mà đã ly hôn, không có tranh chấp về tài sản. Căn nhà đang ở là sổ đỏ chính chủ. Em mà để tuột mất mối này là phí cả một đời đấy. Anh về đến nhà rồi, đang ngồi nhớ em đây này. Chuyện tối nay em áy náy quá, cho em xin lỗi nhá. Thôi, em chuẩn bị đi làm đây.